Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây thì đặc biệt là anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận về nó rất nhiều các anh hoặc các em trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện là đến giờ phút này cũng là gần trưa rồi, bây giờ phút là 11 giờ trưa rồi. Anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận là một thông tin một em gái hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm chồng. Chia sẻ một cái câu chuyện là chồng đi du lịch mà đi hoài không về. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em gái nhé. Dạ. Em cho anh biết là em họ tên là gì? Em tên Tăng Thị Hồng Lê. Họ Tăng hả? Dạ. Tăng Thị Hồng. Hồng Lê. À, em nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 35. Ồ, 35 là trẻ chứ có phải hả? Em quê quán ở đâu? Em quê ở Sóc Trăng. Ồ, em là người Kinh hay người Khmer? Người Kinh. Người Kinh luôn hả? Dạ. Ờ, thằng nào anh thấy trắng trắng. Em gốc là ở Sóc Trăng luôn hả? Dạ. Em hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là tìm ai đây? Tìm chồng em. Tìm chồng hả? Dạ. Em cho anh biết là chồng em họ tên đầy đủ là gì? Chồng em tên Lê Chí Tâm. Lê Chí Tâm hả? Dạ. Chồng em nhiêu tuổi rồi? Chồng em năm nay 32. Mà em ba mấy? Em 35. Ồ. Cũng nhỏ hơn em 3 tuổi. Vậy hả? Dạ. Nhỏ hơn có vui hơn không? Cũng hai vợ chồng cũng ngang hàng với nhau. Ngang hàng à? Có lúc nào chửi lộn nhau mày tao không? Hai chồng nói chuyện mày tao nhiều. Ôi dài ơi. Thế lúc nào là mình dùng những từ vợ hoặc chồng? Lúc cũng xin tiền. Một là xin tiền. Dạ. Gì nữa? Đêm những lúc mà mình ôm nhau, mình gọi nhau bằng vợ chồng hay bằng anh em hay bằng mày? Kêu cũng bình thường. Bình thường là mày luôn hả? Dạ. Mày làm sao mà ngon lành gì nữa mà mày? Lúc đó phải em tại yêu ơi. Quen rồi. Vợ yêu ơi, anh muốn cái nọ, anh muốn cái kia. Em có phải là em gọi chồng em như thế không? Không hả? Em cho anh biết này, em được mấy người con rồi? Em ở với ông là được một đứa. À, ông là một đứa hả? Dạ. Thế là lúc trước em có chồng rồi hả? Dạ. Mình ly hôn hả? Dạ. Thế là chồng em là trước có vợ chưa? Có rồi. Cũng có rồi hả? Dạ. Còn hai bên đổ vỡ là mình gặp nhau hả? Dạ. Mình gặp nhau ở đâu? Gặp ở Bình Dương luôn. Bình Dương luôn hả? Dạ. Chồng em họ tên là gì? Lê Chí Tâm. Lê Chí Tâm, quê ở đâu? Quê ở Sóc Trăng. Cùng quê luôn hả? Gần nhà không? Cũng gần. Gần mà sao mình không gặp nhau ở Sóc Trăng mà lại gặp nhau ở Bình Dương? Tại lên đây thằng em nó làm chung á, rồi ổng nó lên ổng làm là chung với ổng. À. Rồi cái ổng, em của em hả? Dạ thằng em cũng gần nhà em rể với thằng em bên chồng của con nhỏ em ruột em. À, gọi là cũng quen biết nhau đúng không? Dạ. Xong chồng của em là lên đây thăm người thân đúng không? Không có, cũng như nó kêu ổng lên làm chung với nó. À. Rồi lên xong làm hai đứa mới gặp. Ôi giời ơi, thế là gặp em luôn hả? Dạ. Gặp nhau là ai dụ ai trước? Không ai dụ ai. Vậy hả? Em lúc bây giờ là mình có liếc mắt rồi là nháy mắt không? Có không? Không. Không hả? Chồng em là có đá lông nhau không? Có không? Có xin số không? Có xin số. Xin số ngay hôm đấy luôn hả? Không có, mấy ngày sau. Mấy ngày sau hả? Nhưng mà lúc hôm nay tối hôm nay mấy hôm nay mình gặp nhau, mình nhìn thấy nhau là tối về có ngủ được không? Dạo được không? Cũng vậy à. Có hồi hộp không? Cũng vậy à. Có một không biết ông này ông có để ý mình không chứ mình để ý ông ấy. Em cũng nghĩ trong lòng như vậy không? Không. Không hả? Thế là hôm xin số cho mà nhắn tin hả? Dạ. Mình nhắn tin Zalo hay là bằng số điện thoại? Ông xài Zalo, Facebook. Ôi giời. Thế nhắn tin Zalo hả? Dạ. Nhắn tin hôm đầu tiên là ông ấy nhắn tin. Nhắn lắm, hai đứa không có đứa nào ngọt với đứa nào chứ. Ồ, thế là mình làm thế nào? Mình hẹn nhau luôn hả? Cũng như gần trọ, cũng như em mướn phòng trọ cặp bên ổng lại sao ổng mướn cặp bên em vậy đó. Ôi trời ơi, thế là mình chung một nhà luôn. Phải không? Gần cách nhau có hai phòng à. Ôi hai phòng mà tối thì tranh chỗ đây gõ cách đúng không? Ai gọi đó tôi là thỏ đúng không? Không em. Thế là mình quen luôn hả? Dạ. À, mình yêu nhau lâu không? Cũng mấy tháng à. Mấy tháng à. Thế khi mà hai bên tìm hiểu là mình thấy là mình có hợp nhau không? Dạ cũng hợp, mới cũng để hợp. Đứa chứ không hợp đâu để. Mình có cưới không? Dạ có, về quê ra mắt hai bên, làm đám ra mắt hai bên. À, vậy là được, mình đăng ký kết hôn cho em. Dạ rồi. À, em có con chung được mấy tuổi rồi? Hôm nay mới có 9 tháng à. Nhỏ vậy hả? Dạ, mới à? 9 tháng. Dạ. Ồ. Trai hay gái? Được, bé gái. Bé gái hả? Giống em hay giống chồng em?
giống cha, nó giống ông nội nữa. Ui trời, giống cha giống nội, đúng rồi. Rõ quai, tại vì quai của người đó, đúng rồi. Là chồng em là có yêu em không? Ổng thì đi làm về nhiêu ổng đưa hết nhiêu vậy đó. Vậy là yêu đấy. Ổng mê chơi chứ tiền tiền là ổng về ổng chỉ ổng đưa hết cho mình, ổng mất quá đưa hết. Chồng em mê chơi gì? Ổng mê chơi game. Ôi giời, chơi game ở đâu? Ổng mê chơi điện thoại không à? Mất tiền không? Chơi vui hay chơi mất tiền? Ổng coi em cũng không biết ổng chơi vui hay chơi mất tiền, ổng chơi trên điện thoại ổng. Thế là chơi suốt ngày suốt đêm luôn hả? Ổng rảnh ổng đi làm về ổng chơi. Thế làm về là không ôm em à? Mình vẫn đi làm về là mình có ôm nhau hôn nhau cái xong mình mới tiếp tục công việc không? Lâu lâu cũng có. À lâu lâu có hả? Vậy là hôn nhau là hai bên đều đồng ý hay là hôn trộm? Nó đi làm về mệt lâu lâu ổng giỡn rồi thôi. Giỡn là ôm hôn cái. Dạ. Trước khi hai đi đứa nào cũng đi làm. Trước khi đi làm là có ôm nhau cái không? Có không em? Có. Lâu lâu cũng có. À vậy thế mới vui đúng không? Tình dạ. Yêu vậy nó phải vậy chứ. Là hai người là hiện nay là đang ở đâu? Em đang ở Dĩ An. Em đang làm công việc gì nào? Em đang làm công ty đi trên. Còn chồng em? Chồng em cũng làm chung luôn. Ồ, đi chung xe luôn hả? Không, thì hai đứa không có đứa nào chung ca, đứa nào đi khác ca. Sao mình không đi chung ca cho nó khỏe hơn không? Đỡ em, mình. Lúc trước ổng lên sao em, ổng vô sao em mà. Vô sao thì mình giờ mình xin chung đi. Ổng vô sao cái ông đi chung với thằng em. Lúc đó vô quen rồi xin chung. Vậy hả? Dạ. Chồng em làm một tháng được nhiều tiền không? Ổng tháng có 6 triệu mấy, 7 triệu dữ lắm rồi. Thế còn em được nhiều không? Em cũng em hơn ổng được vài trăm vậy. Vậy là cũng ngang nhau ha. Dạ. Hai chồng tháng hơn 10 triệu hả? Dạ. Mình như vậy là có đủ sống không em? Hồi lúc trước thì dư, mà giờ thì không đủ. Sao vậy? Bây giờ có bé. Đúng rồi, dạ. Thêm người mà. Em cho anh hỏi là những người mấy người con đầu của em ấy, con của chồng trước của em ấy, giờ hiện nay đang ở đâu? Đang ở chồng em. Chồng nuôi hả? Hàng tháng em có phụ tiền không? Nó ở ngoài đó em có phụ mà ở tết rồi về thì em có. Ở ngoài đó ngoài đâu? Ở Bình Thuận. Xa vậy hả? Dạ. Ôi trời, vậy là ở với chồng em luôn hả? Dạ. Lâu lâu em có về thăm các con không? Về quê tết, về quê. Tết về quê thăm các con hả? Dạ. Chồng em có đi về thăm em không? Thôi thăm gì nữa. Thôi mình vẫn là bạn với nhau mà em. Bạn thôi, nói chuyện qua lại thôi, cũng ít nói chuyện, không có gặp. Chồng em lấy vợ khác chưa? Dạ có. Có con chưa? Không. Thôi luôn hả? Hình như em không biết ở chung hay là thôi. Em phải hỏi thăm chứ. Rồi em cho anh hỏi này, là Tâm là chồng em hả? Dạ. Là vừa rồi đi đâu? Ông nói ông đi chơi. Chơi ở đâu? Em biết ông đi chơi ở đâu mà ông nói ông đi chơi, ông đi uống cà phê với bạn, ông đi lần nào ông cũng nói vậy. Rồi cũng như là ông đi rồi chút ông về, nhưng khi ông đi chơi qua đêm tới sáng ông cũng về tranh thủ về sớm. Mà bữa nay ông đi năm nay bữa nhưng nay mà làm sao mà đi chơi đâu mà chơi qua đêm đến sáng luôn. Ông mê điện thoại nè, ông chơi ông nhập chung với mấy thằng bạn của ông á, thằng nào cũng mê hết trơn. Em có thấy không? Ông nói em nghe thôi. Ôi giời em ơi, là em chắc cua trong lỗ rồi em ơi. Ông nói sao em nghe vậy thôi. Vậy chứ là không có điều tra điện thoại ông nữa. Không điều tra luôn? Dạ không. Tại sao mà lâu lâu em không kiểm tra điện thoại? Tại hai vợ chồng tin tưởng mới ở, không tin tưởng ở làm chi mà điều tra làm gì. Tin tưởng thì tin tưởng, lâu lâu mình có thể mở ra xem cái chứ. Hoặc chồng đi tắm em mình tranh thủ ngoài mình xem trộm cái, xem trong điện thoại có gì không. Em không có cũng như là không có hỏi ổng cái này cái kia cái nọ, chỉ nói là chuyện rồi hỏi ổng không trả lời rồi thôi. Chứ không có bởi hai chồng không có câu mong của chị. Nhưng mà chồng em là hàng ngày là lâu lâu đi chơi, là đi chơi qua đêm như vậy là em có tìm hiểu là ông chồng ít khi lắm. Một tháng đi mấy lần? Vài tháng, nhầm khi vài tháng không mới đi thôi chứ không ít đi qua đêm lắm. Đi qua đêm là về hôm sau là em thấy chồng em mệt hơn không? Hay khỏe hơn? Ổng cũng vậy à. Em có kiểm tra về hôm sau là em có bắt là ấy không? Xem kiểm tra không? Không quan tâm. Kiểm tra xem là sức khỏe con chồng là liệu khỏe không hay là hết xí quách rồi? Không quan tâm. Không quan tâm là kỳ ấy. Hay là chồng em đi chơi là từ hôm thứ mấy? Ông đi chơi hồi 1 tháng 5 á, hồi bữa thứ tư. Đúng mùng 1 tháng 5 luôn hả? Dạ. Chồng em đi bằng phương tiện gì? Xe máy. Xe gì em? Xe Winner X. Winner X hả? Dạ. Biển số mấy? Em có nhớ số hết, em chỉ nhớ là 83D1 với 64 đuôi thôi. 64 đuôi hả? Dạ. 83D1. Dạ. Là 64 đuôi, là Sóc Trăng hả? Dạ, nhớ ông bắn số bù đó, giờ nhớ hai số cuối thôi. Ôi giời ơi. Bù trên chồng mới đi, chứ có lút thì chồng đã đâu có đi. Xe nó là ai mua? Em mua. Em mua cho chồng hả? Dạ. Xe màu gì em? Màu đen. Xe này mua lâu chưa? Cũng gần 2 năm. Gần 2 năm hả? Dạ.
Em cho anh hỏi là hai vợ chồng nó có hay cãi nhau không? Hai vợ chồng thì cũng như nhà đứa này nạt qua đứa kia nạt lại rồi chút xíu giận nữa à. Nhưng mà có ai đè ai ra trước không? Nếu mà cãi lộn nhau mà hai người chiến đấu là ai thắng? Thường là ai chủ động trước? Ai làm? Ai chủ động giải hòa? Chồng em à. Dạ. Thì giận nhau thường nó làm cái gì làm hòa? Đi ổng lại ông chọc ghẹo cho nói chuyện với ổng vậy đó. Giận nhau rồi lấy cái đó làm hòa rồi chọc ghẹo gì thế à? Có đè nó ôm nhau cái không? Thì ông muốn giỡn này mới nói chuyện. Tức là cười khách khác cho nó. Dạ. Anh thấy đúng quy trình nè. Anh thấy em vui vui vẻ đó, dễ thương. Nhưng mà em đang nghi ngờ tại sao mà chồng đi chơi lâu vậy? Em không phải là nghi ngờ mà em điện thoại ổng đi không có khi nào ổng tắt máy hết. Mà bây giờ điện thoại ổng liên lạc không được. Em không biết lý do tại sao không? Em không biết, em mới sợ. Em sợ nhất điều gì hiện nay? Em sợ nhất là ổng bị gạt cái này cái kia rồi. Gạt đi đâu? Chồng em già rồi, gạt đi đâu nữa? Như là cũng chạy xe rồi đi rồi cũng sợ, cũng sợ tập này cái kia sợ rồi. Sợ cô gái khác gạt chồng đúng không? Hay cái lợi gì không biết. Em có sợ là có người phụ nữ khác xinh đẹp không, hiền dụ chồng em không? Không. Tại sao không? Em sợ vô đó. Tại sao, lý do tại sao không sợ mà cười vui vậy? Tại hồi đó giờ ổng chưa có hề với ổng chưa có vụ mà nhắn tin hay là điện thoại ai điện cho ổng vụ đó. Là em tin tưởng đúng không? Dạ. Em chỉ sợ là chồng em gặp cái chuyện gì đó nó không may thôi đúng không? Dạ, em chỉ sợ ổng không gặp may thôi. Thực sự là rất thương chồng đúng không? Tin tưởng đúng không? Chồng đi hôm đấy là trước khi đi là chồng nói là đi bao giờ về? Không, ổng thường thường ổng đi chơi là ổng nói đi chơi ổng chứ không có nói là bao giờ ổng về. Mà em cũng không, ổng đi chơi lần nào em cũng không điện. Em chỉ nhắn tin em hỏi thôi. Sao đi chơi mình không hỏi thăm chồng đang ở đâu, chồng làm gì? Ổng ít cái chịu nói ổng đi đâu hay là ổng làm gì hết á. Cái gì vậy? Ổng ít cái ổng không thích điều tra ổng. Thế là mình cũng không hỏi luôn. Dạ. Thế là lần này đi luôn. Dạ. Em chỉ nghĩ là vợ chồng sống chung rồi mà thoải mái thì cho ổng thoải mái vậy đó. Hai vợ chồng cũng ai điều tra. Em ơi, thoải mái như con này thoải mái quá, từ mùng 1 đến giờ 4 5 ngày qua rồi. Phải, em mới sợ. Chồng đi là có mang theo tiền đi không? Ổng hồi ổng đi thì ổng đưa em triệu. Ổng đưa em triệu mà trong bóp ổng cũng chắc cũng hết rồi. Ổng ít khi ổng bỏ tiền bóp ổng lắm. Nhiều ổng tái giác ổng đưa em hết. Mục đích chính là không lấy tiền. Dạ. Không giữ tiền. Dạ. Chồng em có đeo vàng đi không? Dạ không. Không đeo vàng luôn? Dạ không. Không có tiền luôn? Dạ. Chỉ có chạy chiếc xe với cái điện thoại. Điện thoại gì em? Điện thoại Apple lâu năm. Apple lâu rồi đúng không? Dạ. Lâu năm thứ... Thuộc dạng cũ rồi đúng không? Dạ. Chủ yếu là lấy phương tiện đi lại, lấy đồ liên lại, liên hệ đó đúng không? Dạ. Chứ giá trị thì không bao nhiêu phải không em? Dạ. Từ hôm chồng em đi giờ phút này là em đã tìm chồng ở những đâu rồi? Em chạy vòng vòng hết trơn mấy khu nhà trọ gần gần đó đó. Gần thì chồng đã về. Với mà chỗ ổng làm rồi mình đi vòng vòng mấy chỗ ổng chỉ mình, cũng như là anh em muốn đi kiếm anh hay gấp chuyện gì đó, em đi lại đó. Mình lại đó thì người ta nói là có đâu. Em đã tìm về gia đình bên chồng chưa? Bên chồng thì cũng liên hệ mẹ rồi, liên hệ hết rồi, không muốn đi. Không có luôn đúng không? Dạ không. Từ hôm chồng về đến giờ phút này là chồng có nhắn tin cho em, chồng đi từ chồng có nhắn tin gọi điện cho em không? Không luôn nữa, bởi mấy em sợ. Không luôn hả? Dạ. Chồng em có gây lộn, gây thù, thù oán gì với ai không? Không, ổng chỉ nghe chơi thôi chứ vụ đó ổng em không có sợ rồi. Chơi là chơi game thôi hả? Dạ. Em có sợ chồng em bị người ta dụ sang Campuchia luôn để kiếm tiền nhiều với vợ không? Em sợ vậy đó. Sợ một là vậy, hai là ta cũng như là cùng đường với mấy người, ta cùng đường người ta cóp xe hay ta là với tổng hay là cái gì đó, em sợ vậy thôi. Chồng em mà là có đi hay đi kiếm chuyện với ai bây giờ không? Chỉ đi làm vậy ổng mê chơi rồi ổng vô phòng thôi. Vô phòng là kiếm chuyện với em thôi. Vô phòng hai đứa là nằm chơi vậy đó. Rồi ổng chơi điện thoại vậy đó. Anh thấy là em rất vui vẻ đó. Dễ thương. Mà chồng em có vui vẻ vậy không? Ổng cũng vậy. Vậy là hợp nhau ha. Từ hôm chồng đi giờ là em đã thông báo hoặc là em đã trình báo cơ quan công an chưa? Sáng mẹ chồng em có đi trình rồi. Bởi tránh tình huống bất chắc, đôi khi là mình không biết đúng không? Dạ. Không ai nói trước điều gì cả. Dạ. Vậy là hôm nay em từ Sóc Trăng về đây hả? Em bên với em. Với em về đây hả? Dạ. Khổ quá. Thế là giờ là có hai mẹ con ở với nhau hả? Dạ, về chồng mới lên ngày hôm qua. Mẹ chồng mới lên hả? Dạ. Thế con em là đang gửi ở đâu? Mợ với dì đó, nhà giữ. Ở quê hả? Ở trên này luôn. Vậy hả? Hai vợ chồng tự nuôi. Thôi cố gắng em nhé. Em mong muốn nhất điều gì hiện nay? Chỉ mong thấy ổng đi về, cha mẹ ổng nhà giờ khóc là bả ổng giờ già nữa. Rồi giờ không đi không bả giờ bả đi không nổi, bả nằm bả khóc hoài hoài. Có mình nên ổng mà.
tới sáu mấy tuổi rồi, bả cũng lớn tuổi lắm bả mới sanh được ổng, giờ bả vậy đó. Em thấy bả tội quá trời luôn. Giờ mới đi, em đi chiều hồi hôm qua mấy người đó chỉ em lên đây, rồi sáng ngày em mới kiếm được số điện thoại điện, rồi thấy bả vậy mình cũng đau thôi mình đi luôn. Em mong muốn nhất điều gì hiện nay? Mong mong mình bình an đi về thôi, chứ tài sản cũng không quan tâm tới. Quan trọng là ổng đi về mà còn thương khỏe. Mạnh khỏe và thương yêu em đúng không? Rồi chúng ta lại tiếp tục là làm lại từ đầu phải không em? Dạ. Dù cái xe thì đó thì đồng ý là nó cũng cả một rất nhiều công sức dạ. để mua được. Đấy, nhưng mà nếu có mất rồi cũng không có sao. Dạ. Đúng không? Về thì vợ không chồng sao hết. Về kiếm lại được. Vợ chồng thương yêu nhau là mình sẽ mua lại đúng không? Dạ. Em có điều nào em muốn chia sẻ tâm sự trên video này, hy vọng chồng em xem được, chồng em suy nghĩ lại. Nếu vì bất kể lý do nào đó, dạ. chồng em hãy quay trở về cùng gia đình, cùng vợ và cùng con. Dạ. Rồi mời em lên tiếng. Em chỉ mong anh là thấy là được video này đi về. Còn tài sản hay cái gì, xe cổ gì thì không sao, không cần thiết. Chỉ về thương cha thương mẹ, giờ cha mẹ già rồi. Giờ ông bà khóc, giờ đi không nổi nằm nhà. Chỉ mong anh thấy anh mau về sớm. Em còn thương chồng nhiều ha? Dạ còn thương mới đi kiếm. Thương rất nhiều ha? Em tự em suy nghĩ hoặc là người khác đánh giá em là có phải cô gái mạnh mẽ không? Hay là yếu đuối? Em cũng không biết. Em có hay mít ướt không? Em ít khi lắm. Ít khi hả? Dạ. Lúc nào vui vẻ ha? Dạ. Thôi cố gắng vui vẻ là điều tốt nhất. Dạ. Còn chuyện gì đến sẽ đến em ạ. Không ai mong muốn những điều tồi tệ, những điều xấu xảy ra. Dạ. Nhưng mà hy vọng là chồng em xem được, chồng em suy nghĩ lại, chồng em sẽ quay trở về cùng gia đình nhé. Dạ. Anh cũng mong rằng là đăng tải video này thì hy vọng là chồng của em hoặc các cô chú anh chị, nếu ai biết được thông tin chính thức chồng em đang ở đâu thì báo tin giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên giúp chồng em quay trở về. Yeah. Em nhé. Yeah. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình yeah. để đăng tin tìm chồng. Yeah. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để sớm tìm được chồng em không? Dạ đồng ý. Đồng ý ha. Dạ. Yeah. Rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em nhé. Dạ. Và chúc em cùng với toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc em nhé. Dạ em cảm ơn đội Vinh Hải luôn. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây hôm nay một cái câu chuyện là một em gái phải nói vô cùng rất dễ thương, về đây phải nói là rất vui vẻ tìm chồng, biết là trong lòng rất đau nhưng mà vẫn có thể là vẫn cố gắng để cười những để trò chuyện để cùng anh em ở trên Bình Dương. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai biết được thông tin chính thức em gái đã chồng của em gái đang ở đâu thì giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương để anh em sớm giúp em trai quay trở về cùng với vợ với con của mình. Dạ cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.